Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với lớp học trực tuyến môn thủ công lớp 1. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn học bài cắt dán hình tam giác. Để bắt đầu tiết học thì các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập các bạn nhé. Dụng cụ học tập gồm có kéo, thước kẻ, giấy màu, bút chì, hồ dán. Các bạn đã chuẩn bị chưa nào? Bây giờ cô và các bạn cùng bước sang hoạt động số 1, quan sát và nhận xét. Cô mời các bạn quan sát lên màn hình và dựa vào kiến thức mà chúng ta đã được tìm hiểu ở môn toán và kiến thức mà chúng ta đã hiểu biết thì các bạn cho cô biết đây là hình gì? Cô có những đáp án như sau: A. Hình tam giác. B. Hình chữ nhật. C. Hình vuông. Các bạn suy nghĩ và trả lời giúp cô nào. Đúng rồi, đây chính là hình tam giác. Và đáp án chính xác đó là câu A, hình tam giác. Các bạn quan sát tiếp hình và trả lời cho cô câu hỏi sau. Hình tam giác có mấy cạnh? Hình tam giác nằm trong khung hình gì? Các bạn suy nghĩ và trả lời giúp cô nào. Đúng rồi, hình tam giác có 3 cạnh và hình tam giác nằm trong khung hình chữ nhật. Hình tam giác có 3 cạnh nằm trong khung hình chữ nhật. Cô mời các bạn đọc lại. Các bạn đọc to rõ, cô có lời khen các bạn nhé. Bây giờ cô và các bạn cùng bước sang hoạt động số 2. Hướng dẫn cách cắt dán hình tam giác. Và cô mời các bạn quan sát lên màn hình. Đây là quy trình cắt dán hình tam giác. Gồm có 4 bước. Bước 1, xác định khung hình chữ nhật. Bước 2, kẻ khung hình tam giác. Bước 3, cắt hình tam giác. Bước 4, dán hình tam giác. Cô mời các bạn đọc lại quy trình. Các bạn đọc tốt lắm, cô có lời khen các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách số 1, cách cắt dán hình tam giác. Để chuẩn bị cho cách số 1 thì các bạn chuẩn bị cho cô một tờ giấy màu mà các bạn yêu thích nhất. Và chúng ta sẽ bước vào bước số 1, xác định khung hình chữ nhật. Khi chúng ta chọn được tờ giấy màu mà chúng ta yêu thích rồi thì chúng ta hãy đặt lên trên bàn. Lật mặt sau tờ giấy màu có kẻ ô vuông. Các bạn là nhớ là lật mặt sau các bạn nhé. Sau đó từ góc của tờ giấy màu các bạn xác định cho cô điểm A. Các bạn dùng bút chì chấm cho cô một chấm điểm A. Từ điểm A các bạn điếm sang bên phải 8 ô. Theo dòng kẻ thì các bạn được điểm B. Và từ điểm A, các bạn điếm xuống cho cô 6 ô. Các bạn được một điểm mới, đó là điểm D. Từ điểm B, các bạn điếm xuống dưới cho cô 6 ô. Theo đường kẻ, thì các bạn được điểm mới, đó là điểm C. Cô vừa hướng dẫn các bạn xác định khung hình chữ nhật trong tờ giấy màu ở mặt sau. Và đây chính là cái khung mà chúng ta vừa xác định xong. Sau khi xác định xong thì chúng ta sẽ sử dụng thước và bút chì. Các bạn cùng thực hiện theo cô nhé. Đầu tiên các bạn sẽ nối các điểm lại với nhau để tạo thành cái khung hình chữ nhật. Nối điểm A với điểm B. Điểm B với điểm C. Điểm C với điểm D. Điểm A với điểm D. Sau khi nối xong các điểm lại với nhau thì ta được một cái hình chữ nhật, đó là hình A, B, C, D. Các bạn sử dụng thước và bút chì để nối cùng với cô nhé. Đầu tiên cô sẽ nối điểm A với điểm B. Sau đó, cô sẽ nối điểm B
với điểm C. Và các bạn lưu ý khi nói thì các bạn phải để thước cho ngay và kẻ theo cái đường kẻ đậm. Các bạn lưu ý giúp cô nhé. Tiếp tục, cô sẽ nói tiếp. Cô sẽ nói điểm D với điểm C. Và cuối cùng, cô sẽ nói điểm A với điểm D. Cô và các bạn vừa xác định được khung hình chữ nhật rồi đấy các bạn. Và đây là khung hình chữ nhật của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bước thứ hai, kẻ khung hình tam giác trong khung hình chữ nhật. Chúng ta lại tiếp tục sử dụng thước và bút chì các bạn nhé. Bắt đầu từ điểm A, các bạn điếm sang bên phải 4 ô và các bạn sử dụng bút chì, các bạn chấm cho cô một chấm. Và được một điểm mới, đó là điểm O. Nói điểm O với điểm C. Nói điểm O với điểm D. Thì ta được một khung hình tam giác, đó là hình DCO. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động số 3. Bước 3, cắt hình tam giác. Và trong bước số 3 này, các bạn sẽ sử dụng kéo để cắt. Và lưu ý khi sử dụng kéo, chúng ta phải sử dụng cẩn thận, không được đùa giỡn khi cắt giấy màu các bạn nhé. Đầu tiên, cô sẽ dùng kéo cắt từ điểm D qua điểm C. Sau đó, cô sẽ cắt từ điểm C lên điểm O. Tiếp tục, cô sẽ cắt từ điểm O sang điểm D. Sau khi cắt xong hình tam giác, thì cô sẽ được một cái hình như thế này. Trong quá trình cắt thì những phần thừa của giấy thì chúng ta gom gọn lại để chúng ta bỏ vào sọt rác. Và các bạn không nên vứt lung tung các bạn nhé. Và bước số 4, dán hình tam giác. Trong bước số 4, dán hình tam giác thì các bạn chú ý cho cô những điều sau. Trước khi dán, các bạn hãy ốm thử hình tam giác sao cho cân đối. Và các bạn bôi một lớp hồ mỏng vừa đủ, dán cân đối và phẳng các bạn nhé. Cô mời các bạn quan sát lên màn hình. Các bạn sử dụng mặt sau của tờ giấy màu và các bạn thoa keo lên ba cạnh của hình tam giác. Các bạn nhớ nhé. Sau khi thoa keo xong thì các bạn sẽ tiếp tục dán hình tam giác. Sau khi dán xong thì chúng ta sẽ được một hình tam giác phẳng, đều, đẹp và rất là cân đối. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dán hình tam giác thứ hai. Đầu tiên thì chúng ta cũng kẻ khung hình chữ nhật gồm có chiều dài 8 ô và chiều rộng 6 ô. Bước 2 thì chúng ta kẻ khung hình tam giác trong khung hình chữ nhật. Từ điểm D điếm sang bên phải 4 ô, ta được điểm O. Và chúng ta sẽ nói điểm O với điểm B. Nói điểm O với điểm A, ta được khung hình tam giác ABO. Và đây là hình tam giác mà chúng ta vừa nói xong.
Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bước số 3, cắt hình tam giác. Chúng ta lại tiếp tục sử dụng kéo để cắt hình tam giác các bạn nhé. Và khi cắt, các bạn cần phải cẩn thận. Chúng ta cắt cắt cạnh AO. Cắt cạnh BO. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ bước sang bước số 4, dán hình tam giác. Và lưu ý là chúng ta cũng sẽ thoa keo ở mặt phía sau và chúng ta dán. Sau khi dán xong và đây là hình tam giác của chúng ta. Bây giờ cô mời các bạn thư giãn cùng với cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động số 3, thực hành cắt dán hình tam giác. Ở hoạt động số 3 này thì các bạn có giấy màu thì rất là tốt. Nếu chúng ta không có giấy màu thì các bạn có thể sử dụng giấy trắng. Và sau khi cắt dán xong thì các bạn tô màu lên cũng rất là đẹp đấy các bạn. Và các bạn hãy lưu lại quy trình cắt dán hình tam giác nào. Bước 1, xác định khung hình chữ nhật. Bước 2, kẻ khung hình tam giác. Bước 3, cắt hình tam giác. Bước 4, dán hình tam giác. Và đây là 4 bước cô vừa hướng dẫn các bạn học. Bước 1, kẻ khung hình chữ nhật. Bước 2, kẻ khung hình tam giác trong khung hình chữ nhật. Bước 3, cắt hình tam giác. Và bước 4, dán hình tam giác. Các bạn nhớ nhé. Và trên màn hình cô có một số gợi ý sáng tạo, các bạn quan sát nhé. Đầu tiên, cô sẽ ứng dụng từ cái hình chữ nhật mà chúng ta đã được học. Và chúng ta ứng dụng cái hình tam giác mà chúng ta vừa học ngày hôm nay. Chúng ta cắt dán làm thành một cái cây thông. Và chúng ta trang trí thêm những sắc màu trên cây thông này. Rất là đẹp đấy các bạn. Cô có gợi ý sáng tạo thứ hai. Chúng ta sẽ cắt dán hình tam giác tạo thành một cái ngôi nhà. Cô có gợi ý thứ ba. Các bạn cắt dán hình tam giác, dán chồng lên nhau, tạo thành một dãy núi rất là đẹp và có nhiều màu sắc. Và hình ông mặt trời thì chúng ta cũng có thể cắt hình tam giác để làm những cái tia mặt trời cũng rất là đẹp đấy các bạn. Về nhà các bạn cắt dán lại hình tam giác theo sở thích của mình. Và chúng ta có thể cắt dán theo nhiều kích thước khác nhau theo sự sáng tạo của các bạn. Và chuẩn bị đồ dùng học tập để học bài sau. Cắt dán hàng rào. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Chúc quý phụ huynh sức khỏe, chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô chào các em học sinh thân yêu. Hẹn lại các em ở tiết học sau nhé.